แค่หนึ่งหาเออmình được thở oxy miễn phí. Nước nhiều và suối nghe róc rách này. Trên cả tuyệt vời. Phát hiện ra cái hồ rồi nha các bạn ha. Đây mình sẽ xuống coi cái hồ trong xanh rất là đẹp. Quanh bờ hồ nha các bạn, mình sẽ đi tới bờ hồ.
quay cảnh đẹp cho các bạn xem. Các bạn ơi, vậy là mình tới hồ Water Farm, một cái hồ mà ở trên đỉnh của núi Anaheim. Bây giờ mình đang ở trên biển hồ đây. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cái hồ này nó ở thành phố Anaheim, trong cái khu rừng mà mình đã đi với gia đình này. Dành để chứa nước cho cư dân ở đây nha. Quay lại màn hình. Cư dân ở trên ven hồ. Căn nhà ở đây chắc cũng không trẻ tiền đâu. Nhìn nhà nó rất là thơ mộng, ý tưởng.